Chỉ có 9k có cơ hội thử vận may mua được nick Liên Quân VIP khủng tại random uy tín .com. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là Nguyễn Lân, chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Mình mới đi uống cà phê rồi. Và đó, và tình cờ phát hiện cái này nè anh em. Đấy, anh em thấy không? Cái chiếc điện thoại mình mong mua cho vợ mình nè. Hình như vợ mình đi chợ rồi sao á. Nhưng mà bỏ điện thoại nha. Mình phải uống cà phê vậy thôi mấy. Hồi sáng mình cũng sàn thoại bỏ nhà luôn. Bây giờ mình lại nghĩ ra một quyết định sẽ trôi vậy mà anh em. Anh em biết rồi chứ đó. Đúng rồi, mình sẽ giấu hai cái điện thoại này đi. Vậy sẽ làm một cái hiện trường ở trong phòng mình nè. Ý xin như là có kẻ trộm đột nhập vào phòng nhà mình. Rồi trước nữa nữa mình sẽ mở cửa banh ra hết để cho vợ mình lúc giờ nó sẽ như thế nào khi thấy nhà cửa bị banh và mất điện thoại này. Rồi mình sẽ ngủ gấp quay trong phòng này nha em. Và bút gấp quay về trước cửa nữa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái cuộc hành trình trôi vợ mình nha anh em. Đầu tiên là cửa cho mình anh em. Nãy giờ anh đi cái đóng cửa, giờ mình sẽ mở banh cái cửa ra. Mở tủ, mở đồ ra hết luôn. Anh em có cần mở tủ lạnh hay? À chơi hiệu khói chơi. Rồi mở banh cái cửa này ra. Đây à, giấu hai cái điện thoại này lại. Và cam máy quay nữa, bây giờ mình làm luôn máy quay này, bây giờ mình quay anh em. Giờ mình sẽ đặt ngủ cái quay trong phòng này. Ok anh em, mình để cái quay tại này nha. Bây giờ mình sẽ xích xe và bỏ đi. Xích xe đi tạo một cái hiện tượng khóa cửa đàng hoàng rồi cũng được. Giờ mình đã về nha anh em. Rồi mình sẽ tình cờ vào nhà luôn. Nói chung mình sẽ ở trước căn thứ vợ mình nói gì là mình sẽ tình cờ vào nhà luôn anh em. Điện thoại đâu gọi anh lên.
chưa? Nó mất điện thoại mới quay đầu. Nó mất rồi. Lấy tiền, lấy điện thoại, lấy máy quay đó nhậu. Chứ em đi đâu mà tới vậy? Em mới đi chợ gì à? Chùa thật. Lục anh hết trời nè. Tào không? Là mất hai cái điện thoại đó, một cái điện thoại mới và một cái điện thoại cũ. À, đúng rồi, cái điện thoại anh sẽ chẹp bó nhẹ này chứ. Điện thoại chưa. Em còn chẹp bó nữa. Cái gì? Chứ em đi chẳng cầm tội theo. À, cô biết cần đi chợ không à? Lại luôn á, đi chút tiền bạc rồi có mất không? Mất rồi, trời ơi, cuối nữa nhớ. Chùa, không, chú mẹ mình luôn á. Mày quay mất luôn à? Chưa, không. Thôi làm như tức luôn rồi Em trộm đồ em lần ba rồi. Nghĩ sao đi không khóa cửa sao vậy? Em khóa cửa, em đếm cửa lại hết rồi mà. Trời ơi, tôi nghĩ sao con này cứ rung vợ gì mà rung đồ dữ trời. Nghĩ một mình. À, nó không biết người ta khóa cửa lại rồi chứ bộ. Giờ điện thoại rồi mất hết. Máu mua cái điện thoại nó gốc đã không có tiền đâu. Ráng mua cho mẹ cái điện thoại. Mấy anh này mà mấy triệu, mấy anh mượn tiếng này còn mấy của mình nữa chứ. Chưa sao? Giờ sao mất hết rồi. Dục giờ đi sao đi báo công an. Một mình dữ rồi. Rồi nếu công an ơi, em đi chợ có ăn chút à? Chụp nên nó canh về chứ. Giờ nó làm ơn rồi. Chụp nó canh về chứ, nó chờ mày đi, nó làm sao vậy? Nó căng mẹ đi là nó vô nó bỏ liền chứ. Chúng mấy mục thiệt hết rồi. Sao sao gì đó. Nghĩ sao đi hậu đậu cái tính gì đâu đi không khóa cửa con rồi. Em khóa cửa hết rồi mà. Chưa sao. Em khóa cửa rồi, khóa ngỡ rồi. Chưa. Tiêu. Đi uống cà phê rồi, đã bó về nhà của nhà rồi. Em đi chợ rồi. Vui vẻ luôn á, đâu hết rồi, mất hết luôn. Chưa, nhỉ giả tiền đâu, xếp nữa trời, hết tiền rồi, không có tiền rồi. Khác nữa. Sự yên. Giờ mất, mất hết rồi, giờ sao? Là mất thì xếp lại sao? Thôi mà nó ăn trộm bè rồi mừng rồi á. Mày lỡ có chuyện gì nó bỏ nó ăn trộm bè sao? Khóc nữa nè, thở im. Mà vì ông gọi máu của em rồi. Chứ anh yêu không thở. Ngồi đây chờ anh chút. Mà vì ông gọi máu của em rồi anh. Đi rồi, khóa cửa cẩn thận đi cho. Em khóa cửa cẩn thận rồi. Ê thằng nhận rúa mày vô cháy thầy nghiêng rộn. Ê, Thuệ, mở mic ra. Thôi buông. Thuệ ra này. Đi rồi, không khóa cửa nữa, tôi gì là tôi đột nhập tôi là thầy nghiêng trộn với ai. Em khóa cửa rồi, cơ bộ. Im, chuyện ra. Điện thoại ra nha anh em, không có gì hết đâu. Mình chỉ là anh làm một cái trò coi em thôi. Coi thương anh uống kìa. Em nghe em nói cho kìa chị mấy thằng kìa. Thao im, anh biết rồi. Anh chỉ giận chút thôi. Thao im, lát giờ đi là khóa cửa cẩn thận nha. Anh chỉ làm một trò đùa gọi vô anh nó khắp đó anh em ơi. Trông phục kìa. Đây điện thoại đang có mất rồi. Đây, anh chị giả vờ cho anh thôi. Rồi bó, đi là bóp điện thoại đi. Anh em nói chào. Thôi yên nhanh chờ anh chỉ làm một trò đùa thôi yên. Có thể hỏi kêu cái kìa. Được chắc luôn tẩu không? Thôi mình vỗ vỗ mình nha anh em. Chứ mình kết thúc video tại đây. Cũng rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip này. Nếu thấy hay thì đưa lại một like, một share và nhấn vào chữ đăng ký ủng hộ cái kênh của mình nha. Thôi yên được phép yên. Mình cho thành công nha anh em.
Chú nói rồi nghe em.